À, trong khi mà nhóm chuẩn bị ví dụ thì cô nghĩ là nhóm nhóm tiếp theo các bạn sẽ trình bày luôn đi, rồi chúng ta sẽ đặt câu hỏi và thảo luận luôn ha, để các bạn nắm lý thuyết một lần luôn á. Nhóm tiếp theo là nhóm số số mấy cô quên rồi. Nhóm 8 ơi, có ở đây chưa? Dạ Dạ, có đó ngồi cô ơi. chờ. Cô đợi em xíu em chuẩn bị máy đã. Ok. Các bạn thấy là thật ra các công ty như khi nào mà người ta gọi là quản lý cái chiến lược thương hiệu này của mình á, người ta có thể sử dụng kết hợp nhiều, rất là nhiều chiến lược lại với nhau ha. Và khi mà các bạn nghiên cứu về cái portfolio của mỗi một công ty á, các bạn sẽ thấy chúng ta có thể vẽ được thành một cái cây á ha. Một cái cây như vậy thì thường nó sẽ có cái gốc chính là cái thương hiệu mẹ đó, và mỗi mỗi cái nhánh hay là mỗi cái tán ra đó thì nó sẽ tùy thuộc vào nhóm sản phẩm nó là gì, rồi mục tiêu, rồi định vị, rồi cái rủi ro trong kinh doanh vân vân. Nó sẽ sử dụng các cái chiến lược khác nhau, cho nên là khi chúng ta học nội dung này thì chúng ta sẽ biết khi nào thì chúng ta nên sử dụng chiến lược nào đó các bạn. Nên các bạn lắng nghe về mặt lý thuyết thôi, xong rồi cô sẽ tóm lại cho các bạn sau ha. Rồi mời nhóm 8. Dạ, chào cô và các bạn. Em tên là Thảo Nhi, thì em sẽ thuyết trình phần đầu của chương 5 chiến lược phát triển thương hiệu. Giới thiệu sơ qua cho chương 5 là một thương hiệu có thể được hiểu cùng một lúc như một biểu tượng, một từ ngữ và một vật thể và một khái niệm, là một biểu tượng bởi thương hiệu có rất nhiều khía cạnh nhận biết và chúng kết hợp một cách thống nhất với nhau nhằm tạo nên sự khác biệt. Đó là những dấu hiệu có tính tượng trưng như logo, biểu tượng, hình vẽ, màu sắc, kiểu dáng bao bì và thiết kế, là một từ ngữ bởi bất kỳ một thương hiệu nào nào cũng được gọi bằng một cái tên nào đó, là một vật thể vì thương hiệu có thể giúp chúng ta nhận biết chúng ta phân biệt được sản phẩm dịch vụ này với sản phẩm dịch vụ khác. Cuối cùng là một khái niệm, nó cũng được xem là một dấu hiệu khác biệt của một thương hiệu. Cũng như mọi thứ khác, thương hiệu cũng phải truyền tải tính hữu ích của nó, hay nói cách khác là ý nghĩa của nó bởi khách hàng và công chúng. Do vậy, khi xây dựng thương hiệu, việc xác định mối liên hệ giữa các thương hiệu hiện có và thương hiệu mẹ rất quan trọng. Một doanh nghiệp tập trung vào nhiều phân đoạn khách hàng mục tiêu khác nhau có thể tạo ra những thương hiệu khác nhau. Như công ty Vinamilk đưa ra thị trường nhiều thương hiệu sữa khác nhau như Probi, Optimum, hay nước giải khát Refresh nhằm phục vụ nhiều phân khúc thị trường, tăng khả năng cạnh tranh. Hoặc công ty Vingroup nối chữ Vin vào các thương hiệu con như VinFast, Vinhome, Vinpearl nhằm giảm chi phí marketing, giúp khách hàng có thể chấp nhận sản phẩm nhờ ảnh hưởng từ thương hiệu mẹ. Chính mối liên hệ giữa các thương hiệu và sản phẩm, thương hiệu về công ty và thương hiệu con hình thành nên các chiến lược về thương hiệu. Về cơ bản, các chiến lược thương hiệu thể hiện sơ đồ gồm nhiều thương hiệu của một công ty có thể không có sự gắn kết hoặc có sự gắn kết ít hoặc nhiều tùy theo chiến lược và tầm nhìn của doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược thương hiệu khoa học và có tầm nhìn sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt quá trình phát triển, hạn chế tình trạng các thương hiệu có thể triệt tiêu hoặc ảnh hưởng đến nguồn lực doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp theo lĩnh vực hoạt động cũng như bối cảnh cạnh tranh. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề bảo trợ thương hiệu và một số loại chiến lược thương hiệu phổ biến. Thì ở
sự bảo trợ thương hiệu. Thương hiệu bảo trợ là việc sử dụng thương hiệu công ty kèm với thương hiệu của các loại sản phẩm dịch vụ. Thương hiệu bảo trợ có một đặc điểm là nó không gắn liền trong tên thương hiệu sản phẩm. Ví dụ như thương hiệu Apple không gắn ngay tên vào các sản phẩm như iPad, iPhone hay MacBook, mà thay vào đó họ sẽ đặt logo ngay mặt sau của sản phẩm. Hay một góc nhìn hay một góc ở màn hình TV cuối đoạn quảng cáo truyền hình. Trong ví dụ trên, thương hiệu bảo trợ là Apple và thương hiệu được bảo trợ là iPad và iPhone. Khi thương hiệu mẹ có sức mạnh sẽ bảo trợ cho thương hiệu con, đóng góp vào việc khẳng định uy tín, cam kết về chất lượng với khách hàng. Mục đích của bảo trợ thương hiệu là xây dựng lòng tin nhanh chóng với khách hàng cho các thương hiệu sản phẩm mới của công ty. Đối với người tiêu dùng, có thể họ sẽ không nhận ra vai trò thương hiệu bảo trợ nếu như thông điệp truyền thông không phù hợp theo mức độ thể hiện mối liên hệ cũng như mức độ ảnh hưởng giữa thương hiệu bảo trợ và thương hiệu được bảo trợ trong thông điệp quảng bá. Có các loại mô hình bảo trợ thương hiệu như sau. Thì mô hình thứ nhất là mô hình bảo trợ thương hiệu chính dẫn đạo. Thì trong mô hình này, thương hiệu chính sẽ đóng vai trò chủ chốt dẫn đường trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm trong tâm trí khách hàng. Thương hiệu phụ có vai trò giúp khách hàng phân biệt các đặc tính, quy cách sản phẩm hay tiến trình mua hàng. Ví dụ, điện thoại có thương hiệu chính là Samsung. Các thương hiệu phụ là dòng đời của điện thoại, ví dụ như Samsung Galaxy Ultra hay là dòng Samsung Note. Khi các dòng đời mất đi thì thương hiệu chính vẫn còn tồn tại. Mô hình thứ hai là nối tên thương hiệu, sử dụng một phần thương hiệu chính để ghép vào cùng thương hiệu sản phẩm. Đây là cách bảo trợ giúp thương hiệu sản phẩm được nhận biết một cách nhanh chóng. Việc quảng bá xây dựng hình ảnh cho thương hiệu sản phẩm một cách riêng biệt không cần nhấn mạnh mối quan hệ của thương hiệu bảo trợ nhưng người tiêu dùng vẫn được liên tưởng mạnh đến nó. Ví dụ như Vinpearl và VinFast, mô hình bảo trợ nối tên thương hiệu này cho phép doanh nghiệp tiếp cận nhiều phân khúc thị trường khác nhau và tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh. Mô hình tiếp theo là mô hình thương hiệu chính bảo trợ mạnh. Thì mô hình này chú trọng xây dựng thương hiệu phù hợp với định vị, tính cách khác biệt so với thương hiệu chính. Thương hiệu chính có tên hoặc logo lớn bên cạnh các yếu tố của thương hiệu sản phẩm. Khi quảng bá nhấn mạnh từng thương hiệu sản phẩm trong các thông điệp truyền thông, doanh nghiệp vẫn chủ động để người tiêu dùng biết mối liên hệ giữa chúng. Ví dụ như logo trên sâu trên nhãn hiệu nước mắm Nam Ngư. Phần tiếp theo là của bạn sáng, nhưng mà do vì hôm nay bạn sáng đi thực tập nên em sẽ thay bạn sáng thuyết trình luôn ạ. Thì chúng ta đi đến phần 2 là các chiến lược thương hiệu. Chúng ta đến với phần A là chiến lược thương hiệu sản phẩm. Mục tiêu của chiến lược thương hiệu sản phẩm là ấn định riêng cho mỗi sản phẩm một cái tên duy nhất và phù hợp với định vị của sản phẩm đó trên thị trường. Kết quả của chiến lược này là mỗi sản phẩm mới ra đời sẽ có một thương hiệu riêng của mình. Do đó, các công ty sẽ có một danh mục các thương hiệu tương ứng với danh mục các sản phẩm. Ví dụ như hãng ô tô Toyota là biểu tượng cho hãng xe phân khúc bình dân, trong khi đó một hãng xe cùng công ty mẹ đó chính là Lexus lại đại diện cho phân khúc hạng sang cao cấp. Thông thường các tập đoàn tiêu dùng thường hay sử dụng đến chiến lược này, chủ yếu những sản phẩm này đề cao lợi ích và chức năng hơn là lợi ích cảm xúc. Ưu điểm và nhược điểm của thương hiệu này đó là, về ưu điểm, các thương hiệu sản phẩm khác biệt, không có mối liên hệ nào với nhau, dễ dàng đáp ứng nhu cầu khác nhau của thị trường. Ngoài ra nó còn phù hợp với các sản phẩm có tính sáng tạo, đổi mới liên tục, có thể nhấn mạnh đến các thuộc tính đặc điểm riêng tạo nên sự khác biệt, nhất là các sản phẩm có bề ngoài giống nhau.
cho phép doanh nghiệp tham gia vào nhiều thị trường, phân khúc khách hàng khác nhau hoặc nhiều ngành hàng khác nhau. Sự thất bại của một thương hiệu bất kỳ sẽ ít ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp. Còn nhược điểm của chiến lược này là công ty có quá nhiều thương hiệu sẽ làm loãng thông tin của khách hàng về thương hiệu. Ngoài ra thì còn tốn kém chi phí marketing cho từng từng thương hiệu. Việc quản lý quá nhiều thương hiệu còn đòi hỏi chi phí và năng lực quản lý phải cao. Tiếp theo là phần B là chiến lược thương hiệu của dãy sản phẩm. Thì mô hình này mở rộng thương hiệu theo chiều ngang nhiều sản phẩm khác nhau có cùng tên thương hiệu và cùng định vị thị trường. Mô hình mở rộng theo chiều ngang là đa dạng về mặt sản phẩm, ví dụ như sản phẩm của kem đánh răng Colgate bao gồm các sản phẩm như kem đánh răng cho trẻ em, kem đánh răng chống ê buốt giúp trắng răng răng nhanh. Thì về ưu điểm của chiến lược này là tiết kiệm chi phí đầu tư quảng bá thương hiệu, tạo nhận biết một cách thuận lợi và tăng kiến thức thương hiệu, tận dụng hiệu ứng lan truyền trong tâm trí khách hàng về sản phẩm, cho phép chỉ cần tập trung quảng cáo tuyên truyền cho một vài sản phẩm, có thể tập trung vào một số sản phẩm mang tính định hướng để truyền tải tốt nhất ý nghĩa và lợi ích của thương hiệu. Còn về nhược điểm là khi mở rộng thị trường có thể làm cho sản phẩm gốc bị mờ nhạt và khó có thể mở rộng thương hiệu ra các ngành hàng khác nhau. Các sản phẩm có thể thiếu tính khác biệt về văn hóa. Phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin mời bạn tiếp theo ạ. Chào cô và các bạn, thì em tên là Huy từ nhóm 8 và sau đây em sẽ tiếp tục phần trình bày của nhóm. Chiến lược tiếp theo đó là chiến lược thương hiệu theo nhóm và dòng sản phẩm. Thì chiến lược này mở rộng theo hướng chiều dọc dựa trên định vị vững chắc của một thương hiệu để tận dụng nó, mở rộng cho nhiều sản phẩm khác và các sản phẩm này có cái lợi ích khác nhau nhưng sẽ cùng tên và hướng đến phục vụ cho một phân khúc khách hàng. Dòng sản phẩm cũng có thể là một tập hợp các cái sản phẩm bổ sung cho nhau dựa trên cùng một nguồn cảm hứng. Ví dụ như Nivea có các dòng sản phẩm sữa rửa mặt, kem dưỡng da, lăn khử mùi, vân vân. Thì như vậy khách hàng mục tiêu có thể sử dụng đồng thời các cái sản phẩm khác nhau của cùng một thương hiệu. Và như các bạn nhóm trước đã nói, thì cái chiến lược thương hiệu nhóm này được sử dụng phổ biến trong ngành thực phẩm, mỹ phẩm, thời trang, dụng cụ nhà bếp, công cụ dụng cụ và công nghiệp. Các cái thương hiệu này bao trùm mọi sản phẩm của chúng với cùng một cam kết và định vị trên thị trường. Về ưu và nhược điểm của chiến lược thương hiệu theo nhóm dòng sản phẩm là ưu điểm thì sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng nhóm sản phẩm, ít tốn kém chi phí truyền thông quảng cáo, tạo ra hình ảnh tích cực về tính nhất quán của sản phẩm, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhược điểm thì nhóm sản phẩm có giới hạn theo định vị thương hiệu phục vụ một phân khúc nào đó và các cái sản phẩm liên quan mật thiết đối với sản phẩm đang tồn tại sẽ khó mở rộng sang các cái phân khúc khác. Và chiến lược tiếp theo là chiến lược thương hiệu hình ô. Thì chiến lược thương hiệu hình ô là phát triển thương hiệu chính, bao phủ và dùng cho tất cả các sản phẩm của một công ty. Chiến lược này thường xây dựng thương hiệu công ty và giúp hỗ trợ nhiều cho các sản phẩm ở các thị trường với hoạt động quảng bá và cam kết riêng. Ví dụ như là Canon đưa ra thị trường máy ảnh, máy photocopy và thiết bị văn phòng dưới cùng một cái tên. Yamaha thì kinh doanh xe máy cùng với đàn piano và guitar. Mitsubishi thì có mối quan tâm chung đến ngân hàng, xe hơi và đồ dùng gia đình. Palmol thì sản xuất các cái sản phẩm gia dụng như nước rửa chén, rửa bát và các sản phẩm vệ sinh. Thì tất cả các cái thương hiệu trên hình ô trong đó là một thương hiệu chung sẽ được dùng cho nhiều cái loại sản phẩm trong thị trường khác nhau. Mỗi sản phẩm có chính sách quảng bá và cam kết riêng, đôi khi còn có bộ phận quảng cáo riêng. Tuy vậy, mỗi sản phẩm vẫn có tên và thuộc tính của mình. Và ưu nhược điểm của chiến lược thương hiệu hình ô đó, ưu điểm là hội tụ vào một thương hiệu duy nhất giúp tăng nhận thức của công chúng về tầm vóc của một thương hiệu. Uy tín của thương hiệu công ty là chìa khóa để doanh nghiệp có thể gia nhập vào cái thị trường mới và tận dụng được cái danh tiếng có sẵn. Về nhược điểm thì danh tiếng của thương hiệu đã có chưa chắc sẽ phù hợp với các lĩnh vực khác. Và một biến cố đối với một sản phẩm có thể gây ảnh hưởng tới các sản phẩm khác dưới cùng thương hiệu hình ô. Dễ bị pha loãng thương hiệu do thương hiệu bao trùm nhiều sản phẩm thì càng yếu và càng dễ bị phân tán.
và khó có thể mở rộng theo chiều dọc để bao quát mọi định vị. Em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Để chào cô và các bạn. Thì sau đây em sẽ tiếp tục phần thuyết trình của nhóm là phần chiến lược thương hiệu nguồn ạ. Thì theo chiến lược này, doanh nghiệp sẽ xây dựng thương hiệu mẹ, thường sẽ là thương hiệu của công ty, sau đó sẽ đặt tên sản phẩm và có gắn tên thương hiệu mẹ. Và để áp dụng được cái chiến lược này thì buộc thương hiệu mẹ phải có chỗ đứng trên thị trường, có sức ảnh hưởng lớn trong tâm lý của người tiêu dùng. Ví dụ như là dựa vào thương hiệu kem đánh răng Colgate thì đã nổi tiếng từ trước, thì công ty đã cho ra mắt những cái sản phẩm mới cùng danh mục như là Colgate Total, Colgate 360 độ hay là bàn chải kem đánh răng Colgate 360. Thì chiến lược này thì phù hợp với những cái thương hiệu đã có chỗ đứng nhất định và công ty muốn mở rộng. Tiếp theo là phần ưu điểm của chiến lược thương hiệu nguồn. Về ưu điểm thì sẽ tiết kiệm được chi phí marketing cho sản phẩm mới nhờ tiếng tăm của thương hiệu mẹ. Chúng ta thường có một thói quen là nếu một cái thương hiệu nào đó mà chúng ta đã tin dùng thì những cái dòng sản phẩm khác của thương hiệu mới cho ra mắt thì sẽ được chúng ta quan tâm và tin dùng hơn, tạo cảm giác khác biệt và sâu sắc cho người tiêu dùng, dễ dàng trong việc làm nổi bật ý nghĩa và đặc tính riêng có cho các thương hiệu sản phẩm bằng cách cải tiến các sản phẩm kế tiếp. Và tiếp theo là các hoạt động truyền thông mang tính hai chiều, vừa quảng bá thương hiệu còn vừa góp phần khẳng định thương hiệu mẹ, làm tăng tài sản thương hiệu của công ty. Về nhược điểm của chiến lược thương hiệu này, đó chính là thất bại của thương hiệu con sẽ gây nguy hiểm cho thương hiệu công ty. Ví dụ như là thương hiệu Chinsu thì tất cả các sản phẩm đều mang tên Chinsu cho dù là khác loại. Thì cách đây vài năm thương hiệu này đã rất là nổi tiếng ở Việt Nam, tuy nhiên thì sau đó có một vụ nước tương Chinsu bị nghi vấn là chứa độc tố gây ung thư cao, thì toàn bộ các sản phẩm này đều bị ảnh hưởng và khó vượt qua các đặc tính cốt yếu của thương hiệu ban đầu. Việc mở rộng thương hiệu sẽ gặp khó khăn và chỉ nên sử dụng thương hiệu đáng tin cậy. Dạ, tiếp theo là phần chiến lược thương hiệu chuẩn. Thì mô hình này gồm một tập hợp các thương hiệu được xem là độc lập nhau hoặc có bảo trợ từ xa. Mỗi sản phẩm dịch vụ có thương hiệu riêng và định vị tính cách riêng, hoàn toàn độc lập với thương hiệu chính. Tuy nhiên thì công ty đưa ra một sự chứng thực hoặc xác nhận của công ty lên tất cả các sản phẩm. Ví dụ như là đại diện cho chiến lược này sẽ kể đến tập đoàn Unilever. Thì Unilever đã xây dựng thương hiệu cho nước rửa chén Sunlight, kem đánh răng Close Up hay là nước xả vải Comfort. Thì những cái sản phẩm này đều có tính độc lập và cái tính cách riêng. Cái việc ấn định cho mỗi dòng sản phẩm một cái tên và bắt đầu xây dựng thương hiệu thì phù hợp với thị trường khách hàng tiềm năng về riêng một dòng sản phẩm đó. Tiếp theo em xin nhường phát trình cho bạn. Dạ, thưa cô, em là Phúc. Em xin tiếp tục trình bày phần tiếp theo, lựa chọn chiến lược, mối liên hệ giữa nhãn hiệu sản phẩm công ty, phát triển sản phẩm, phát triển thương hiệu, sự nhầm lẫn giữa phát triển sản phẩm mới và việc phát triển thương hiệu, xác định đặc tính của thương hiệu, chiến dịch thương hiệu hay chiến dịch sản phẩm và nhận thức của thương hiệu. Đầu tiên là mối liên hệ giữa nhãn hiệu sản phẩm và tên công ty. Ngày nay thì các công ty lớn trên thế giới đều tham gia kinh doanh ở cả thị trường hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp. Những công ty này đều phải cân nhắc khi đưa ra quyết định nên tập trung bao nhiêu nỗ lực cho tên sản phẩm và bao nhiêu cho tên công ty. Và ngày nay một xu hướng dễ nhận thấy là tên công ty ngày càng được sử dụng như một thương hiệu chính chứ không phải tách rời sản phẩm như trước đây. Ví dụ như Procter and Gamble đã tiến hành gắn tên sản phẩm của mình lên tất cả các sản phẩm mang các nhãn hiệu như bộ như nước giặt Ariel, bột giặt Tide, dầu gội đầu Pantene và tã giấy Tamper. Trong suốt một thời gian dài thì các công ty đều theo đuổi các chính sách tách rời tên công ty với nhãn hiệu sản phẩm. Chính sách này thì có ưu điểm là trong trường hợp các nhãn hiệu sản phẩm gặp phải vấn đề rắc rối thì nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến tên công ty và các nhãn hiệu khác. Ngược lại, các thương hiệu sản phẩm cũng không bị giảm sút uy tín khi công ty gặp phải những vấn đề tương tự. Tiếp slide đi bạn ơi. Đây là bảng liệt kê các mức độ ảnh hưởng tên công ty đối
và tên sản phẩm đối với các yếu tố của hoạt động kinh doanh. Đầu tiên là về khách hàng, yếu tố khách hàng. Họ quan tâm đến tên của sản phẩm nhiều hơn là tên của công ty. Ví dụ như họ quan tâm đến nét cà phê hơn là công ty nét cà phê. Hoặc là đối với trên thị trường chứng khoán thì họ quan tâm đến công ty hơn là cái tên, họ tìm quan tâm đến tên công ty hơn là các sản, tên sản phẩm của công ty. Tiếp theo em sẽ tiếp tục phần trình bày về phần phát triển sản phẩm và phát triển thương hiệu. Cho đến tận bây giờ thì tất cả các thương hiệu đã được qua kiểm nghiệm, chẳng hạn như là Microsoft, Apple hoặc là Microsoft, Apple hoặc là Unilever bước vào thị trường như là những thương hiệu tiên tiến. Qua nhiều năm, những thương hiệu này đã trở nên nổi tiếng và có nhiều quyền năng, bởi vì chúng là những thương hiệu uy tín nên chúng đã thử đặt câu hỏi là những thương và chúng ta tự đặt câu hỏi là những thương hiệu này đang có gì hay, tức là đã đạt được những gì mà các thương hiệu khác chưa làm được. Trong thì trong các chương trước chúng ta cũng đã xem xét một vài thương hiệu lớn và mỗi thương hiệu đều có một đặc tính và bí quyết riêng. Và những thương hiệu này đều có một đặc tính và một hệ thống giá trị cụ thể, có nghĩa là một nền văn hóa của thương hiệu, và chúng có thể thể hiện mối liên hệ và sự phản ánh các khái niệm về người tiêu dùng, nhờ đó nâng cao được vị trí của mỗi thương hiệu. Em xin nhường phần thuyết trình cho bạn sau. Em cảm ơn. Thì chào cô và các bạn. Thì do bạn Đức Nam hôm nay vắng nên em sẽ thay mặt bạn em thuyết trình luôn ạ. Về sự nhầm lẫn giữa phát triển sản phẩm mới và việc phát triển thương hiệu, thì cái cuốn sách về marketing đã dành nhiều chương để nêu lên định nghĩa thế nào là sản phẩm mới, nhưng không có chương nào đề cập đến quá trình phát triển một thương hiệu lớn. Nếu có thì cái vấn đề được đề cập chỉ giới hạn ở việc lựa chọn các cái tên cho một sản phẩm mới, và cái sự nhầm lẫn giữa phát triển sản phẩm mới và thương hiệu xuất phát từ việc hầu hết mọi người đều nghĩ rằng phát triển thương hiệu chỉ đơn giản là đặt một cái tên cho sản phẩm. Phần lớn các thương hiệu có tiếng tăm, giàu cả về ý nghĩa lẫn giá trị, đã được đưa vào thị trường bằng một cái tên đơn giản nói về nguồn gốc xuất hiện của sản phẩm. Chúng được lựa chọn một cách ngẫu nhiên chứ không có qua cái nghiên cứu nào. Chẳng hạn như là Adidas là viết tắt của Adolf Dassler, tương tự như vậy thì Lip là của Lipman và Harpic là của Harry Pickman. Thì một sản phẩm mới cần phải được đặt tên sao cho thu hút được cái sự quan tâm của công chúng. Thông qua quảng cáo thì các cái hãng có thể phô trương những cái điểm mạnh của sản phẩm mới này cũng như cái chất lượng mà người mua có thể mong đợi. Và sau một thời gian thì cái sản phẩm này sẽ trở nên lỗi thời và bị thay thế bằng các cái sản phẩm khác có kiểu dáng và tính năng hấp dẫn hơn. Sản phẩm mới này sẽ được thừa cái tiếng tăm đã gắn liền với cái tên hiện tại của sản phẩm. Thì sản phẩm thay đổi nhưng thương hiệu không đổi. Và trong cái việc phát triển một cái thương hiệu mới, ngay từ lúc đầu, chúng ta phải coi nó thực sự là một thương hiệu chứ không chỉ là một cái tên sản phẩm mà chúng ta nhìn thấy trên quảng cáo. Và chúng ta không được phép ngồi đợi cho đến ngày mà cái tên nó trở thành một cái biểu tượng có ý nghĩa sâu sắc hay có tiếng tăm và uy tín. Thời gian thì quý như tiền bạc và các kế hoạch lâu dài thực sự là rất mạo hiểm. Hay nói một cách khác, thương hiệu cần phải có chiến lược và kế hoạch phát triển cụ thể và rõ ràng, với những cái tiêu chí đánh giá và định hướng riêng. Tiếp theo là xác định đặc tính của thương hiệu. Thì xét trên cái khía cạnh thực tế thì một thương hiệu được tạo ra sẽ không liên quan trực tiếp tới công ty, sẽ linh hoạt hơn. Theo đó, mọi thứ đều có thể lấy làm tên thương hiệu, song không phải tất cả đều phù hợp và được lựa chọn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái đặc tính thương hiệu mới. Trong trường hợp dùng tên công ty làm thương hiệu, nó sẽ trở thành phát ngôn viên chính cho công ty đó. Khi đó, giữa đặc tính của thương hiệu và đặc tính của công ty nhất thiết phải có cái sự liên quan chặt chẽ. Thương hiệu công ty bao giờ cũng hạn chế hơn so với cái thương hiệu sản phẩm. Trên thực tế thì những thương hiệu mang tên công ty được xem như là một hình ảnh trước công chúng và xã hội. Nó mang những cái thông điệp của công ty tới công chúng và nhờ đó người ta sẽ biết đến công ty nhiều hơn. Có một điều đã trở thành một cái vấn đề khá là quan trọng, đó là lực lượng lao động của công ty phải gắn bó chặt chẽ với thương hiệu của công ty. Theo cách này, thương hiệu mang tên công ty được xem như chứa đựng toàn bộ những cái đặc điểm văn hóa của công ty mình. Thì cái ví dụ này thì các bạn nhóm trước đã nói và nó khá là dễ hiểu và rõ ràng nên em sẽ bỏ qua phần này.
Rồi em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Dạ, em xin thuyết trình phần tiếp theo ạ. Thì Tesla tốn 0 đồng để xây dựng những thuốc thương hiệu tại Úc. Thì theo tiết lộ của giám đốc tài chính thì Tesla chi trả rất ít, dường như 0% cho các hoạt động tiếp thị quảng bá của thương hiệu thông qua các brand marketing. Thay vào đó, ưu tiên của hãng hãng hàng đầu là sẽ tập trung vào kênh trải nghiệm tại các showroom truyền thống, có sự kết hợp khéo léo giữa các kênh thương mại điện tử 4.0 để gia tăng quyết định mua hàng tại nhà của khách hàng. Công ty xây dựng chiến lược làm người sở hữu xe hơi làm đại sứ thương hiệu, xây dựng lòng trung thành thông qua các hoạt động ưu đãi kèm theo bán hàng và trải nghiệm độc quyền. Tesla đồng thời kết hợp với các thương hiệu lớn dưới dạng đối tác, bao gồm Qantas và công ty năng lượng uy tín của Úc là AGL, để củng cố những thóc thương hiệu trong trong tâm trí của khách hàng. Thì dưới sự chèo lái của nhân vật CEO là Elon Musk, Tesla đã gắn liền với sứ mệnh năng lượng bền vững, an toàn. Theo đánh giá của các brand marketing là một vũ khí khác biệt và quý giá, sứ mệnh này đã giúp cho hãng có được sự yêu quý và ưu ái trên khắp các phương tiện tiện truyền thông tại châu Âu. Theo như chia sẻ của ông Hales Walker, Head of Marketing tại Tesla, thì hãng đang và sẽ tận dụng tối đa Elon Musk để tạo ra sức ảnh hưởng và tiếp thị trải nghiệm của khách hàng để trở thành một thương hiệu ô tô có sức hút trên thế giới. Thì cứ mỗi lần đưa ra một thương hiệu mới thì người ta lại có hai chiến lược để lựa chọn. Thứ nhất là truyền đạt trực tiếp với khách hàng về ý nghĩa và tầm quan trọng của thương hiệu. Cách thứ hai là thực hiện gián tiếp giải thích về thương hiệu cho khách hàng bằng việc đưa ra một sản phẩm minh họa tượng trưng. Thì quyết định lựa chọn chiến lược nào thì dựa vào khả năng của công ty nhằm đưa ra một sản phẩm có khả năng truyền tải toàn bộ ý nghĩa của thương hiệu. Thì em có một ví dụ về chiến dịch thương hiệu là chiến dịch truyền thông kết hấp dẫn của Pepsi. Thì Pepsi không gì cản bước bạn về nhà. Pepsi mang Tết về nhà là một chiến dịch thành công trong số các chiến dịch truyền thông nổi tiếng năm 2021. Giai đoạn thực hiện chiến dịch của Pepsi là Tết 2021, thời điểm thuận lợi cho các nhãn hàng tung ra chiến dịch của mình. Thì thông điệp trở về của Pepsi chạm đến trái tim của biết bao nhiêu người con xa quê, những người còn bị kẹt lại ở thành phố không thể về quê vì dịch Covid. Pepsi đã tận dụng sức nóng của chương trình Rap Việt và kết hợp cùng các KOL có tầm ảnh hưởng bước ra từ chương trình như Suboi, Wooi hoặc hay Garrix. Sự thành công vang dội của chiến dịch được thể hiện rõ qua các con số. Chỉ hơn sau 2 tuần phát hành thì video marketing trên các kênh chính thức của Pepsi đã đạt được trên 20 triệu lượt xem, chưa kể sức lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội và sóng truyền hình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tới nhận thức thương hiệu. Sự thành công của thương hiệu một phần được đánh giá bởi khả năng được biết đến của nó. Có bao nhiêu người trên toàn thế giới biết đến thương hiệu nếu như chỉ bằng tên thương hiệu? Đây là một phép đo tự nhiên, bởi thương hiệu là một biểu tượng. Sự quảng bá thương hiệu liên quan đến số người nhận ra đặc điểm nổi trội của thương hiệu và số người biết được những lời hướng mà biểu tượng này thể hiện. Và quan trọng hơn là khi nhìn thương hiệu, có bao nhiêu người biết đến có thể chỉ ra những lĩnh vực mà thương hiệu đó đang tham gia, tức là có thể biết thương hiệu đó được sử dụng cho các sản phẩm dịch vụ nào. Một thương hiệu mà không ai biết đến, không ai nhận ra thì cũng chẳng khác nào là một giọt nước nằm trên sản phẩm câm lặng và vô nghĩa. Mục đích của hoạt động đầu tư và quảng cáo là nhằm gợi mở ý nghĩa của thương hiệu và quảng bá ý nghĩa thương hiệu đó trên phạm vi càng rộng càng tốt, nhằm mục đích khuyến khích mọi người có thể sử dụng các sản phẩm của thương hiệu. Thì có 3 loại nhận biết thương hiệu từ khách hàng, đó là nhận biết cao nhất, hay còn gọi là cả hay còn được hiểu là cái đầu tiên trong trí nhớ. Thì xác định xem thương hiệu đó có là cái đầu tiên được nhận ra khi mọi người
Khi mọi người được hỏi về một loạt những thương hiệu khác nhau trong cùng một loại sản phẩm. Ví dụ khi nghĩ đến TV thì người Việt Nam thường nghĩ đến Sony đầu tiên. Tương tự khi nói đến xe máy thì mọi người hay thường nghĩ đến Honda. Mạng điện thoại di động thì có Mobifone, sữa tươi thì nghĩ tới Vinamilk. Và kết quả là Sony và Honda và các nhãn hiệu có độ nhận biết đầu tiên cao luôn là những thương hiệu được mọi người cân nhắc khi lựa chọn một sản phẩm. Với những sản phẩm hay dịch vụ mà người tiêu dùng lên kế hoạch mua sắm trước khi đến nơi bán hàng thì tiêu chí thương hiệu nhận biết đầu tiên đóng vai trò rất quan trọng. Điều này được lý giải là do đối với những sản phẩm đắt tiền thì người ta thường luôn lên kế hoạch cho việc mua sắm. Vì vậy mà thường người mua đã lựa chọn thương hiệu mà mình sẽ mua từ trước, và thường thì thương hiệu mà họ nghĩ đến đầu tiên sẽ rất dễ được người mua lựa chọn. Tiếp theo là nhận biết không có hỗ trợ xác định sự nổi bật của thương hiệu, mức độ liên tưởng tới sản phẩm. Ví dụ khi khi chúng ta nhắc tới máy tính bảng thì người tiêu dùng sẽ nghĩ tới iPad của Apple. Còn nhận biết về hỗ trợ thì thăm dò xem liệu người ta đã từng nghe nói tới những thương hiệu cụ thể nào, mà liệu họ có biết thương hiệu đó chỉ với cái tên thương hiệu hay không. Một loại nhận biết trên mỗi loại nhận biết trên phản ánh mức độ khó nhận của khả năng thành công, sự dễ tiếp cận họ đến khó tiếp cận. Sự phân bậc như vậy có thể khiến người ta suy luận nhận biết cao nhất sẽ là mục tiêu của mọi thương hiệu. Nếu nghĩ như vậy thì đó là một sai lầm. Mỗi mức độ nhận biết đều có chức năng và phản ánh riêng. Việc cần đầu tư hay không nhằm đạt được mức độ nhận biết cao nhất phụ thuộc vào thị trường. Thì sau đây tụi em có một clip về thương hiệu Supreme. Là 1.000 đồng, nhưng viên gạch này với cái logo này lại có giá tới hơn 600.000 đồng. Nhưng giá này chưa phải là cao đâu, bây giờ ha, muốn sở hữu nó các bạn phải trả hơn 23 triệu đồng, tin nổi không? Mắc quá đâu có tiền mua phải sạc đồ hả? Là sao ta, không chỉ có gạch, gói bánh Oreo 3 cái giá 6.000 đồng, theo logo Supreme vọt lên 11 triệu đồng. Nhưng khủng nhất là cái quan tài ở vị 1,3 tỷ, đóng theo logo Supreme, bán giá hơn 3 tỷ đồng. Supreme vào năm 1994 là một cửa hàng nhỏ dân khu Manhattan, New York. Sản phẩm của họ đa phần phục vụ cho giới trẻ với văn hóa skateboarding, hip hop và nhạc rock. Tiêu chí ban đầu của Supreme là chỉ bán hàng ký gửi của những nhà sản xuất nhỏ lẻ. Tuy nhiên, vào ngày khai trương, nhà sáng lập JVA muốn kỷ niệm ngày quan trọng này nên đã bán 3 mẫu áo phông nguyên bản của thương hiệu. Và 3 mẫu áo này được thiết kế hoàn toàn khác nhau, điểm chung duy nhất là chiếc logo Supreme. Vậy mà, cả 3 mẫu được nhanh chóng bán sạch. Nhiều người nhìn thấy tỏ ra thích thú những chiếc áo và tìm đến, nhưng phải thất vọng ra về. JVA đã nhìn thấy một tiềm năng to lớn từ đây, đó là gì? Tiềm năng đó cũng chính là thành phần số 1 trong công thức của Supreme, Limited Edition hay phiên bản giới hạn hoặc độc nhất. Một mẫu thiết kế của hãng có số lượng sản xuất rất ít và không bao giờ được sản xuất lại. Ngoài ra, các sản phẩm từ bộ sưu tập mới cũng sẽ bị khai tử trong vòng 1 tháng, thậm chí chỉ sau 1 tuần ra mắt. Điều này đánh thẳng vào tâm lý muốn mà không thể có của khách hàng, khiến người ta phải ráo riết săn lùng vào những lần sau khi vừa mở bán. Và nó cũng khiến cho các máy còn mua đi bán lại có thêm cơ hội kiếm chắc và đẩy giá lên cao cho con. Kết hợp với các mẫu sao, Supreme có nhiều cách để làm việc này. Với những sản phẩm ban đầu, họ kèm logo vào hình một ngôi sao nào đó, thường là trắng đen để làm bật lên logo. Hoặc họ để ngôi sao đứng đại mặt sản phẩm của mình. Ví như trường hợp bức ảnh Kanye West mang đôi Nike Supreme đỏ xuất hiện trên mạng năm 2007. Chỉ vài tiếng sau, giá đôi giày đội lên 800 đô so với mốc 150 đô ban đầu. Còn đây là giá của nó ngay lúc này trên eBay. Kết hợp với các brand cũng khác để đẩy giá. Chuyện này thì thôi khỏi bàn nữa, những thương hiệu như LV vốn đã đắt đỏ này kết hợp theo sự khan hiếm của cái logo hoa màu đỏ của Supreme thì hàng sáng sẽ trở thành siêu sang. Với những bước đi khôn ngoan và phát triển như vũ bão, các nhà đầu tư chắc chắn không thể bỏ qua miếng bánh Supreme. Vào 2017, Supreme đã bán thành công 50% cổ phiếu cho Carlyle Group với giá 500 triệu đô la Mỹ.
Có nghĩa tự nâng mình lên tầm thời trang tỷ đô. Những người lo sợ Supreme sẽ bị thương mại hóa sau khi bán cổ phần. Nhưng ít nhất đến hiện tại, nhà đầu tư mới này hoàn toàn tôn trọng triết lý kinh doanh Supreme để họ không trở nên đại trà. À, ngoài ra thì tụi em còn một bài báo viết về chiến lược phát triển của thương hiệu này. Thì bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ nhóm mình để nhóm mình sẽ gửi link bài báo cho mọi người ạ. Và bài trình bày của nhóm em tới đây là kết thúc, và xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn bài trình bày của nhóm 8 luôn ha. Và đặc biệt cảm ơn cái video clip cuối bài thuyết trình của nhóm, hay một cái video clip mà một lần nữa cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của thương hiệu như thế nào ha, và việc vận dụng khai thác các cái thương hiệu, tức là kết hợp các cái thương hiệu nổi tiếng lại với nhau để mà khai thác cái vấn đề tài chính chúng ta tìm được từ cái việc là sử dụng những cái thương hiệu đó. Và hai bài trình bày của nhóm thì đã khái quát hóa cho các bạn các cái chiến lược về các công ty, hoặc là chúng ta sau này mở công ty hay gì đó, hoặc là các bạn làm việc trong lĩnh vực này, thì chúng ta cũng hiểu được những cái vấn đề liên quan đến việc chúng ta phát triển thương hiệu, đúng không ạ? Như lúc nãy hai nhóm đều có nhắc đến là việc phát triển thương hiệu và phát triển sản phẩm nó có giống nhau không, đúng không? Không chỉ đơn thuần là khi chúng ta đưa ra một cái sản phẩm mới thì chúng ta đặt cho nó một cái tên, đúng không? Nếu như khi chúng ta đưa ra một sản phẩm mới, chúng ta chỉ đặt cho nó một cái tên mới thôi thì nó đơn thuần quá và nó không có tầm nhìn quá, đúng không? Cho nên là chúng ta có thể tận dụng việc sử dụng cái sức mạnh của thương hiệu sẵn có của chúng ta để mà đẩy mạnh cái hiệu quả thâm nhập vào thị trường mới, đẩy nhanh cái hiệu quả của cái cảm nhận thương hiệu của khách hàng cho cái sản phẩm mới đó. Tuy nhiên cũng có những trường hợp người ta không sử dụng cái thương hiệu đã nổi tiếng của mình, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta tìm hiểu lý do vì sao mà nó có cái nội dung gọi là chiến lược phát triển thương hiệu này, thì các bạn cũng sẽ hiểu được là khi nào thì người ta dùng và có những trường hợp tại sao người ta không dùng, đúng không? Ví dụ như là Toyota với cái trường hợp Celestis chẳng hạn. Rồi như vậy thì lát nữa chúng ta nghỉ giải lao xong vào đó thì cô sẽ tiếp tục nhận xét các cái ví dụ của nhóm số 5 các bạn đã đưa ra ở đây ha. Cô là nói một chút xíu sơ qua về nội dung của cái chương này cho các bạn. Nãy giờ thì nghe cũng căng thẳng rồi đúng không? Chúng ta nghỉ giải lao một chút xíu rồi chúng ta quay lại nha các bạn nha. Trong khi giải lao, các bạn có đặt câu hỏi gì cho hai nhóm thì các bạn cứ đặt câu hỏi ha. Và nếu các bạn chưa rõ phần nào luôn thì các bạn cứ đặt câu hỏi để chúng ta vào để thảo luận luôn. Tức là không phải là chỉ đặt câu hỏi cho hai nhóm, mà các bạn có câu hỏi gì thắc mắc về nội dung chương này thì các bạn đặt câu hỏi luôn để chúng ta thảo luận. Còn phần lý thuyết thì dường như hai nhóm đã trình bày rất là đầy đủ rồi. Và nếu như các bạn chưa hiểu phần nào, các bạn còn thắc mắc cái gì thì các bạn cứ gửi câu hỏi lên trên này để mà cả cô và các bạn cùng thảo luận về cái vấn đề đó để chúng ta làm rõ nó ra ha. Rồi, nghỉ giải lao khoảng cỡ 20 phút nha các bạn nha.